Dạ xin chào quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ở ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778. Dạ thì hiện tại số điện thoại trên có sử dụng Zalo và Facebook ha. Thì quý bà con có nhu cầu mua những con máy móc phục vụ cho gia đình thì liên hệ trực tiếp với em ha. Em tên là Thành nha mọi người. Dạ thì cũng còn vài tiếng đó là khép lại một năm ha. Cũng xin chúc quý bà con mình bước sang năm mới hay có nhiều sức khỏe ha. Thật nhiều sức khỏe với con. Sức khỏe là quan trọng nhất ha. Tức là tài lộc đó con ha. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì cuối cùng của năm 2021 ha, thì em lên với bà con mình một cái con máy cắt cỏ công suất khủng với con, đến từ thương hiệu là Kawasaki Isuki ha. Thì con này là TH34 với con, và con này công suất lớn nha, 34cc piston 37 ly ha, và cái con máy là hàng nghĩa địa Nhật Bản đã qua sử dụng nha. Tình trạng heo máy thì nguyên vẹn liền lạc đủ đồ, nguyên zin ha, zin từ trong ra ngoài cho đến dưới ha mọi người. Thì con máy này thì cũng còn tương đối là đẹp nha các con. Thì tem mạng nó bị bong tróc ha, do mình xịt nước á, rồi nó bay hết trơn à. Con này có đóng lóc luôn nha mọi người nè. Có số series luôn này. TH34. Số series là 208343 ha. Lóc cũng còn rất là sáng nè, bà con thấy màu sơn còn đỏ ha. Sơn zin đó nha mọi người. Sơn của lóc còn đỏ nè. Đây, TH34, còn số 34 nè mọi người. Cần zin luôn ha. Này là bố lớn nha con. Xài cần động cơ rồi, tum lớn bố lớn. Cái con này thì cực kỳ mạnh nha quý con. Nè, cái tum này thì xài biết đầu hư tum nhôm ha. Cần zin theo máy luôn. Isuki ha. Con này sử dụng đầu bò chống dính cỏ luôn mọi người, đồng bò zin luôn ha. Và cái con này zin từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất là cái trắng bảo vệ màu xanh nè, em lắp đặt thêm ha. Mặc dù nó có một cái trắng bảo vệ bằng nhựa zin của nó nè, nhưng mà em muốn an toàn nữa thì em làm thêm một cái trắng bảo vệ màu xanh bên Thịnh Thịnh thiết kế thêm ha, cho máy mình nó được chắc chắn hơn ha. Đây tem lắc ma con đầy đủ ha. Và con này sử dụng chế riêng của hãng One Pro cái con ha. One Pro đây ha, One Pro một kim. Thì em xin bao với con mình con máy này riêng ha, riêng toàn phần với con. Thì con Isuki này em bán với giá là 2,5 triệu đúng với con ha. Em sẽ bao ship toàn quốc với con mình. Chỉ với 2,5 triệu và con mình sở hữu được một cái con máy công suất lớn ha, 34cc piston 37 ly. Con này thì bơm nước là cực kỳ mạnh nha, cắt cỏ thì bắt cước đồ thoải mái ha. Nói chung cái dòng này thì rất là mạnh nha mọi người. Dạ thì quý bà con có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em ha. Một con máy công suất cực kỳ lớn chỉ với 2,5 triệu thôi. Hôm nay cuối năm rồi em để giá cực kỳ tốt cho con sử dụng ha. Dạ em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ em xin chào ạ.